Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC mình. Xin giới thiệu các bạn nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một em PC mình mới mua được. Tuy nhiên thì nó lại được build theo kiểu tân cổ giao duyên. Thật ra thì nó cũng chưa cổ lắm đâu, nó cũng rất là mạnh, nếu không muốn nói là rất mạnh. Nhưng mà những cái linh kiện để build lên cái con PC này thì mình chưa có điều kiện để giới thiệu trên kênh. Thì hôm nay tiện thể mình mua được, em mình review luôn cho các bạn xem. Và tại sao lại gọi nó là tân cổ giao duyên thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chi tiết em nó các bạn nhé. Xin giới thiệu các bạn em PC tân cổ giao duyên của chúng ta nhé. Với cái form cây trắng xanh, nhìn rất là nhẹ nhàng và thanh lịch các bạn nhé. Đây chính là con Symantec Oh My God đấy, Play With Me. Gần như mới các bạn nhé, bởi vì người ta chỉ vừa mới bỏ túi lông ra mình đã bê về rồi. Đó, với cái bộ là đèn LED Cummins này, chưa có một tí bụi luôn. Đó, các bạn nhìn chưa. Thật ra là nó là mới đấy, thế nhưng mà vì người ta qua tay người ta rồi nên gọi là cũ các bạn nhé. Tản CR1000 trắng này, kết hợp với em Oh My God trắng xanh của chúng ta các bạn nhé. Thì đấy là những thứ mới đầu tiên này. Chúng ta sẽ đến với cái cổ, đó chính là con RAM này các bạn nhé. Con RAM này chính là RAM Evesit 8GB. LED thì LED trắng rồi, thỉnh thoảng nó lóe lên một tí thôi. Và tại sao nó lại cổ? Bởi vì nó là cũ các bạn nhé. Đây là nó gọi là hàng cổ. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với một cái cổ tiếp theo. Các bạn nhìn này, đấy, GeForce GTX các bạn nhé. Nhìn cái form thiết kế chưa, với cái quạt lồng sóc này, thiết kế rất là đẹp. Đấy, GTX phiên bản FE Founder Editor. Và em đó là gì thì các bạn nhìn đây. Đấy, các bạn nhìn đi chưa. Ồ, ở đây ghi là GTX 1080Ti rồi các bạn. Không loại mình xem trong CPU Z của nó là 1080 thường thôi. Ở đây là 1080Ti này. Đấy, các bạn nhìn chưa. Đó, cái bản Founder Edition này, cái bản FE này, nó có cái thiết kế rất là đẹp và gọn gàng. Thế nhưng điểm yếu của nó là để hơi nóng một chút xíu các bạn nhé. 1080 tệ với cả một thanh RAM 8GB thì nó hơi thọt một tí. Thế nhưng mà giá thành của cả cái cây này là 16 triệu nên chúng ta chỉ có một cái thanh RAM 8GB thôi. Và đấy là hai thứ gọi là cổ và cổ. Thế còn tân của chúng ta ở đâu? Tân của chúng ta ở dưới của CPU này là ai? CPU này là gì thì chúng ta sẽ đến với main trước các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy cái main chưa? Đấy, mình để xa xa cho các bạn nhìn cho rõ này. Các bạn có nhìn rõ đó là gì không? Đấy chính là con main B460 của Giga các bạn nhá. B460 của Giga. Con này thì cũng mới kính quang luôn. Người ta vừa mới lắp vào cái thì mình đã bê về rồi. B460 của Giga thì chúng ta sẽ phải sử dụng một con CPU ở dưới cái tảng này là CPU thế hệ thứ 10 phải không các bạn? Và đó chính là con gì? Ý, cái này thì hơi khó nhìn. Thế nhưng đây chính là con CPU i5-10400F các bạn nhá. Trước chúng ta có con 10400 thường rồi này. À, đây là lần đầu tiên chúng ta có một con 10400S với 6 x 12 luồng. Và chỉ khác là nó không có GPU tích hợp thôi. À, vì không có GPU tích hợp nên chúng ta đã có một con GTX 1080 ở đây rồi. À, nghe qua đã thấy nó mạnh rồi. Đó là những cái mới này, cái gọi là cái tân này, bởi vì cái main mấy con CPU này gần như là mới, bởi vì gần ra bữa bóc hộp đấy là mình bê về rồi. Và chúng ta sẽ đến một cái tiếp theo. Các bạn nhìn thấy cái gì dưới đây không? Đó, đây chính là cái SDLVME này các bạn này. Các bạn nhìn rõ không? Đó, LVME là 256GB các bạn nhé. Nhưng mà mình không biết nó là hãi gì cả, vì nó bị vướng sau cái tản này. Nhìn xa xa này nó giống như kiểu của Intel hay là KingMax gì đó. Nhưng mà cái này cũng không quan trọng lắm. Dù sao là vẫn là cái SD 256GB LVME luôn. Dưới này thì hết rồi, không còn gì các bạn nhé. Có cái cục nguồn này. Cục nguồn mình nhìn qua đây mình thấy nó có vẻ chưa được ngon lắm, con này chắc chỉ tầm khoảng 500-600W thôi. Nhưng mà cái này cũng không quan trọng, chúng ta có thể thay thế và nâng cấp được. Đó. Thế là chúng ta sẽ có main CPU mới kính con. Đấy, cả vỏ này, cả tảng cũng là mới. Đó, gọi là tân các bạn nhé, chỉ có con Vega này, mới cả thanh RAM. Với cái SD kia là cũ thôi. Và nghe qua cấu hình các bạn đã thấy rõ em nó khủng rồi. Nó đủ để các bạn có thể kéo được tất cả mọi thứ, làm tất cả mọi việc. Tuy nhiên,
vì nó chưa bao giờ được thử nghiệm hiệu lăng ở trên kênh của mình nên chúng ta sẽ lắp vào để test thử hiệu lăng xem sao nha các bạn nhé. Các bạn chờ một lát để mình chuyển xuống dưới kia test thử. Ok các bạn nha, mình đã lắp em nó xuống đây rồi này và thay ổ cứng của mình vào này. Ổ cứng của mình có game cơ, còn cái SD của người ta chưa có game. Chúng ta sẽ xem lại cấu hình của em nó nha. Đấy, đây các bạn này, COI5 10400F này, 6x12 luồng này, bên là B460 này, giga các bạn nha, RAM 18GB này, graphic là RTX 1080 các bạn nha, 8GB DRAM. Ok, chúng ta sẽ thử test vài bài test xem sao nha. Ok nha, chúng ta đang đến với bài test Silibank với sức bức xung của CPU là 4GB các bạn này, và nhiệt độ CPU vẫn chỉ đang khá là mát này, 6 mấy độ thôi, và chúng ta đã có điểm số rồi, điểm số là 1286 điểm, thua con 8700 điểm cũng khá là nhiều đấy, nhưng mà nhiều hơn con Xeon X5650 các bạn nhé, 12x24 luồng. Nói chung là với điểm Citibank như thế là cũng khá là cao ấy, thua con i7 8700 một chút. Ok, với điểm benchmark đồ họa thì chúng ta có mức FPS khá là cao này, 160 FPS luôn. Đó, 132.17 FPS các bạn nha, khá là ngon đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các bài test game để xem sao. Ok, chúng ta đang đến với Need for Speed các bạn nha, với mức setting là max setting luôn, và chúng ta đang có mức FPS chưa cao lắm, khoảng 60. Max setting có mức FPS 60 các bạn nha, nhiệt độ CPU đang khá là mát, còn 50 mấy độ thôi, hoạt động 60%. GPU thì đang 73 độ, cái bản FE này 7 mấy độ như này là bình thường các bạn nha. Đó, hoạt động 67%, chưa mắc đâu. Đó, ra đây FPS có vẻ lên rồi các bạn ạ, trên 100 rồi, gần 100 rồi, 9 mấy rồi. Đó, nói chung là chơi thì quá mượt mà, chả phải nghĩ cả các bạn, cấu hình quá mạnh mà. Test vào xem FPS như nào thôi. Ui, ra đây trên 110 mấy rồi, 120 rồi. Đó, mượt quá các bạn ạ. Thôi chúng ta lại chuyển sang game khác nhá. Ok, chúng ta đã đến với Tomb Raider các bạn nha, với mức setting cũng vẫn là max setting đấy. Đó, với FPS chắc là phê chưa các bạn, phê hơn cả hôm qua test đua hai con AMD các bạn nhé, đua con hai mà AMD cũng không có FPS cao như này đâu, và CPU hoạt động chán quá các bạn ạ, có 20% kìa, nhiệt độ thì có 40 mấy độ thôi, quá là ngon luôn các bạn, cấu hình này nó quá mạnh, vào chỉ là ngắm chơi thôi các bạn nhé. Mình định test hai game ấy, nhưng mà vì có 8 hành RAM nó yếu quá, mình nó không chạy được hai game, nó cứ hai game cái là nó văng một cái ra các bạn ạ. Tuy nhiên thì với cái cấu hình hiện tại như này, chúng ta chẳng ngán gì những cái game này cả, cứ max setting mà lẹn thôi các bạn nhé. Chúng ta lại chuyển sang một cái game khác max setting xem sao. Chúng ta đang chuyển qua test CSGO các bạn này, với mức setting đang là VL2 và FPS ở bé tí ở góc kia khoảng 200 các bạn ạ, còn lúc thì 160 mấy, 120, lúc 200 này nó không hiện được trên MSI nữa rồi. Con hàng này ấy, móc lốp. Ê, ông kia không bán hộ mình để móc lốp cày đi. Nói chung là vào chỉ nhìn FPS cho đẹp thôi, chứ cái cấu hình này thì test game nó hơi bị thừa các bạn ạ, phải test cái gì đó khủng hơn. Nhưng mà RAM nó có 8GB đâu mà mình khó mà test được livestream các bạn nhé. Quên đi, không test livestream cho các bạn xem, nhưng mà nói chung là như này cũng quá là ghê rồi, livestream thoải mái các bạn nhé, bởi vì cái CPU nó hoạt động có 20% thôi. Và chúng ta chuyển qua game khác xem. Ok, nhưng mà chúng ta đang đến với Resident Evil 2. Đó, với max setting có mức FPS gần 140 các bạn ạ, phê chưa, nhiệt độ CPU mát quá các bạn, con i5 đời thứ 10 này mát thật đấy các bạn, từ nãy giờ chưa chạm ngưỡng 60 độ luôn. Con Vega của chúng ta thì cũng đang ở 70, sang trò này mát hơn rồi, bản FE mà 70 độ như này là hoàn toàn bình thường các bạn nhé, mà hoạt động mới có 50 mấy%, nhẹ quá, game này nhẹ quá, không ăn thua gì với nó các bạn ạ. Chắc chúng ta phải kiếm một cái game nặng hơn. Chúng ta chuyển sang game nặng hơn rửa tí xem sao nhá. Ok các bạn nhá, chúng ta đang đến với Assassin. Với mức setting là gì nhỉ, quên rồi. Setting là Ultra setting các bạn nhá. Setting cao nhất đấy. Và chúng ta đang có mức FPS 60. Ui, cao thế. Phang, ui giời. Đó, 60 FPS các bạn. Lúc đông thì nó xuống còn khoảng 50. Chém con lợn này. Nó bắn đấy. Thằng nào bắn đấy nhỉ? Thằng kia bắn à? Ôi chạy rồi. Đấy, chém nhau như thế mà với FPS vẫn sang 60 này các bạn này. Con hàng này chết. Chạy rồi. Mày chết.
Và đây là có lúc tụt xuống 40 các bạn ạ. Tuy nhiên thì chơi vẫn rất mượt mà nhá. Mày bướng này. Còn một phát nữa thôi. Một phát nữa thôi, đúng rồi. Chúng ta đang đến với GT5 các bạn nhá. Với mức setting cũng là max setting ấy, max setting này. Đúng không nhỉ? Đúng rồi vậy các bạn nhá. Đó, bật tất cả những cái gì có thể bật rồi. Đó, và mức FPS cho ra đang ở 60 các bạn nhỉ. Cao hơn cả hôm qua chạy hai con RX570. Đó, chơi thì rất là mượt mà luôn, chả có gì phải nghĩ cả các bạn ạ. Vào mấy cái game này chỉ vào xem FPS mấy cả nhiệt độ của CPU với GPU thôi. Sang đây thì nhiệt độ của GPU đang là 75 độ nhá. CPU mát quá. Con i5 này mát quá các bạn ạ. Con i5 này đóng con CR1000 và mát rưỡi luôn. Đó. Vậy nó hoạt động nhẹ nhàng quá các bạn, chỉ có 20-30% thôi, không bó bền gì cả. Các bạn chơi game mà đóng con này vào thì có vẻ hơi thừa. Chúng ta sẽ chuyển sang game khác sang nhá. Chúng ta đang đến với PUBG PC. Và test cho vui xem FPS như nào thôi. Mới đầu mình để FPS là để setting là max setting ấy, ultra setting thì nó có mức FPS tầm khoảng độ gần 100 FPS, chín mấy. Có lúc lên được 100. Đó, hơi bị drop một tí các bạn ạ. Cái game này nó như kiểu bị ngố ấy. Dạo này chúng nó tối ưu hơi kém. Nhưng mà kể cả cái game này bây giờ hiện tại mình đang thấy nó chỉ ăn có 32% CPU này. Để mức VLO lâu như này thì cái FPS của chúng ta lúc nào trên 100. Ổn định luôn các bạn ạ. Ố con hàng này. Bot à, bot à. Nó lên nó lại còn nhìn mình đấy chứ. Quên. Đó. Thật ra với cái cấu hình như này các bạn, thì các bạn nếu mà chỉ chơi game không thì nó hơi bị lãng phí các bạn ạ. Các bạn hãy thêm một thanh RAM nữa vào đây thành 16GB thì các bạn có thể livestream hoặc là làm tất cả những cái gì các bạn muốn. Với cái cấu hình này nó quá là mạnh luôn ở cái thời điểm hiện tại. Thật ra nó chưa phải là mạnh nhất nhưng mà nó rất là mạnh để có thể các bạn làm tất cả mọi việc rồi. Đó. Chỉ có điều là cái cây này thì có cái Vega này, mấy con RAM này với cái SSD là cũ như mình nói ngay từ ban đầu ấy. Còn lại tất cả đều là mới, vừa mới nhấc ở trong thùng ra. Lắp vào đây cái thì mình đã đến mình bê mất rồi. Và có cái form trắng xanh này, nhìn rất là thanh lịch các bạn nha. Rất là đẹp luôn. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.